mình đang thấy lỗ ốc vít các bạn, để mình bắn ốc vít cho nó khuất đầu các bạn, đây thì nó cắn dưới các bạn. Công trình này rất là hoàn hảo các bạn. Công trình này nằm ngay đường Lê Hồng Phong, phường 3, thành phố Sóc Trăng. Ca thì nó ok các bạn. Thợ ơi, làm mặt đội ngũ hơi chuyên nghiệp các bạn. Tường là ok. Mình phải khen chứ, tường này là tô mình là ở thật cao, ở thi công cũng điện nước đầy được xưa giờ, nhưng mà thấy tường là ok các bạn. Ai có cần xây dựng thì cứ liên hệ mình sẽ cho thầu ra trực tiếp gặp gỡ nói chuyện các bạn. Mình thì chắc ở 2-3 ngày nó mới lại đau đóng hết cao các bạn. Mình cũng đang kẹt công trình, là gần Tết rồi công trình hơi kẹt nên cũng chạy xô suốt. Mình chỉ tranh thủ buổi sáng này lại mình lên tắm sàn bát bo, tắm bo cho khách hàng thôi. Chiều nay mình cũng đi công trình khác nữa rồi. Chiều đây mình sẽ re-up tới công trình mình đang làm bên thời trang đường Phú Lợi cho các bạn coi. Phú Lợi, phường 2, thành phố Sóc Trăng. Còn ở đây đang phường 3 mấy bạn. Không gian ở đây mát mẻ lắm mấy bạn ơi. Gió quá trời gió, mát quá mấy bạn. Lấy hướng gió, hướng này là ok luôn mấy bạn. Ok. Kiểu cửa đẹp đó các bạn. Đúng không? Trong công trình thằng thấy lâu rồi các bạn, anh làm cửa sắt cửa này nọ rồi ok, rất là ok. Đây các bạn, đèn là ok các bạn, đi hợp rất đẹp các bạn. Mình cũng xin kết thúc ở đây, mình ra mình bắn tấm bo thôi mấy bạn ơi. Mấy bạn có thương thích mình thì cho mình một lượt đăng ký, một lượt like và một ấn chuông để mình có đăng video mới về công trình xây dựng. Mấy hạng vô cho mình một bình luận. Cảm ơn mấy bạn nhiều. Mình là Cường Thạch Cao, Cường Sóc Trăng. Hãy có nhu cầu làm thạch cao, làm điện, đá qua cương mình cũng làm các bạn. Thôi xin chào mấy bạn ạ.